Khi mà bạn muốn ly hôn là bạn đang muốn chặt cái cây này đi không? Chặt cái cây này đi thì gốc rễ của nó thì nó vẫn còn ở đây. Gốc rễ nó vẫn còn. Nếu như khi gốc rễ nó vẫn còn thì sao ạ? Thì nó sẽ tủa ra những cái cành mới. Cành mới quả nó vẫn như cũ thôi. Nó đâu được thay đổi. Quan điểm cô là không có cuộc hôn nhân nào đáng để ly hôn cả. Vậy bạn phải chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn của bạn. Bạn phải cải tạo và sửa chữa hết mình. Bởi vì quan điểm cô là trong một gia đình thì chỉ cần một bóng đèn được thắp sáng thì tất cả các thành viên khác sẽ được hưởng lợi. Và nó rất là quan trọng trong cái phần này. Rất là quan trọng là gì? Là cái người chồng của bạn ấy, người chồng của bạn đây này, người chồng khi mà đến đây này, là khi chúng ta hút người chồng của chúng ta hiện tại là phụ thuộc vào trong cái đầu này nó là sắp xếp. Bởi khi nó chứng kiến trải nghiệm, nó nhận thức được từ cái người cha và người mẹ, và nó hút được tính dương của người cha và âm của người mẹ, và nó hút vào trong đầu nó, xong nó sắp xếp, nó đảo lộn lên, và sau đó từ cái này thì nó sẽ hút người chồng trở về với nó. Hiểu chưa nào? Cho nên là khi mà bạn ly hôn cái người đông này ấy, thì dù bạn có lấy một người khác không phải người đông này thì bạn cũng sẽ ly hôn. Vì sao? Vì trong cái đầu này nó đã có lập trình sẵn rồi. Nó lập trình sẵn rồi. Nó giống như kiểu auto ấy. Các bạn hiểu không ạ? Nó giống kiểu như auto ấy. Và lấy ai thì nó cũng sẽ xảy ra cái bài học đó. Cho nên là chúng ta nhầm tưởng rằng là chúng ta đang lấy nhầm người. Không phải. Là do tại thời điểm đấy chúng ta hút cái người này để phù hợp với sự tiến hóa linh hồn và trải nghiệm, cũng giống như bài học mà chúng ta muốn học. Cho nên là tất cả những người đông họ đều là vô tội hết các bạn. Họ đều là vô tội hết, mà họ không phải là người mà quyết định cho cuộc đời bạn đâu. Mà là chúng ta chỉ hút người đó về để làm gì? Để hỗ trợ cho bài học của mình ở mức độ nào mà thôi. Chứ người bạn đời là gì? Là người đồng hành với chúng ta suốt cuộc đời, được gọi là bạn đời. Và chúng ta hút cái người đó về để làm gì? Để chúng ta hút cái cực nam của họ, hút cái tính dương của họ, để bồi đắp cho cực nam và tính dương của mình. Và cái người đó cũng chính là sự phản chiếu ở bên trong đầu của ta, phản chiếu lên cái người đàn ông này. Cho tất cả những gì chúng ta nhìn thấy từ người đàn ông này đều là do trong cái đầu này phản chiếu ra. Có hiểu điều này không ạ? Để mà khi mà hiểu điều này thì cô không kỳ vọng là hôm nay sẽ có 200 người sẽ hiểu bài học này, mà cô chỉ cần có 10% cái số người đang xem livestream hiểu bài học này thôi. Vì bài học này là dành cho những người mà có tiến hóa linh hồn rất là cao thì mới hiểu được bài học này. Để cho các bạn biết rằng các bạn cần phải chịu trách nhiệm trong cái kiếp sống này, cũng giống như chúng ta không đổ lỗi cho chồng chúng ta nữa. Ngay cả việc là các bạn cứ ngẫm mà xem, ngay cả việc mà chồng bạn đang tức giận với bạn ấy, thì thực ra mình đã tức giận chồng mình trước đó rồi. Ở bên trong mình đã có sự khó chịu rồi, hoặc là bên trong mình đã có cảm giác là ức chế. Hoặc ngay cả khi mà bạn nói những lời như là nhẹ nhàng, như bạn vừa nói là nhẹ nhàng ấy, thì em khi em nói nhẹ nhàng ngọt ngào chồng em ở bị điên bị rồ, là bởi vì ở bên trong bạn không có niềm tin vào cái điều mình nói ra. Và cái cực dương của bạn, chính bạn còn đang mâu thuẫn với chính cực dương của mình. Là tôi nói ra điều này chỉ là giả dối thôi, tự mình giao tiếp với chính mình điều này. Chính vì thế mà cái người đàn ông đó, họ cảm nhận được là sự giả dối, cho nên họ nói ra điều là giả dối. Khi họ bất kể một phản ứng, một câu nói hay một cái phản ứng nào từ họ, thì đấy chính là cái phản ứng của cực dương của mình đối với cực âm của mình mà thôi. Cho nên cô rất là mong muốn là các bạn là nhìn cái này thật sâu sắc lên, để chúng ta không còn đổ lỗi cho chồng chúng ta nữa, không đổ lỗi cho bất kể một mối quan hệ nào trong cuộc đời chúng ta nữa. Cho nên khi ta càng đổ lỗi cho một ai đó thì cái linh hồn mình sẽ không thể tiến hóa được đâu. Mình cứ tập trung vào cái điểm ngọn là ở một cái cây. Các bạn sẽ thấy là một cái cây nó như thế này, đúng chưa nào? Một cái cây thì nó sẽ ra rất là nhiều trái, đúng không? Nó ra rất là nhiều trái ở trên này. Khi mà có trái như này, chúng ta sẽ tập trung vào trái. Và để chúng ta, khi chúng ta này, khi một cây mà nó ra trái, chúng ta thường nó sẽ ra trái, có trái ngọt đúng không ạ? Trái chua, trái cay, trái đắng, trái chát, ví dụ thế. Nếu như nghịch cảnh bạn lên cao thì những trái chua, trái chát, trái đắng, trái cay đó sẽ nhiều hơn trái ngọt, đúng chưa nào? Thế vì khi mà mình ăn trái ngọt thì thường những người mà có quá nhiều trái chua, trái cay đắng đó thì họ nhìn thấy trái ngọt họ sẽ không cảm nhận được đâu. Họ ăn họ không cảm nhận được đâu, mà họ sẽ tập trung vào trái chua này. Và khi mà trái chua đi xuống thì họ sẽ tức giận với cái trái chua đó,
họ sẽ phán xét, họ sẽ đứng ở cái phía này và họ sẽ ngước mắt của mình đi lên trên và họ sẽ nói, họ sẽ thông điệp vào những cái trái này, họ sẽ chửi rủa, ôi sao cuộc đời tôi đen thế, cuộc đời tôi đau khổ thế, tôi bất hạnh như thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Thế thì khi mà bạn càng chửi như vậy thì những cái trái này nó có dụng được không, nó có hết được không? Nó không thể hết được. Và nếu như chúng ta cứ tập trung chửi cái trái này trong năm nay nhé, các bạn thấy rằng là trái cây nó mỗi một năm nó sẽ ra một mùa đúng không? Thì cuộc đời chúng ta cũng mỗi một năm chúng ta chỉ có 365 ngày thôi. Vậy thì 365 ngày đó thì mình sẽ nhìn thấy rất là nhiều trái trong cái 365 ngày này. Thế vậy thì nếu như bạn muốn sang năm mà nó không ra trái chua nữa mà bạn muốn ra được trái ngọt thì việc của chúng ta không phải đứng đây để chửi những cái trái này, không phải gào thét lên và đừng phát ra ý niệm tôi sẽ chặt cái cây này đi và tôi sẽ không ra cái, tôi không muốn sống với người đàn ông này nữa. Khi mà bạn muốn ly hôn là bạn đang muốn chặt cái cây này đi không? Chặt cái cây này đi thì gốc rễ của nó thì nó vẫn còn ở đây, gốc rễ nó vẫn còn. Nếu như khi gốc rễ nó vẫn còn thì sao ạ? Thì nó sẽ tủa ra những cái cành mới, cành mới quả nó vẫn như cũ thôi, nó đâu được thay đổi. Cái việc chúng ta là tập trung vào gốc rễ chứ không phải tập trung vào trái. Nhưng trong Happy Queen thì chúng ta phải tập trung, các bạn, những bạn mà xem Happy Queen này chú ý cô là chúng ta phải tập trung hai phần là xử lý trái và phần tiếp theo là xử lý gốc rễ. Chúng ta không tập trung vào cái việc ấy là chửi rủa hay là tức giận ở đây, mà khi mà trái xuống thì cần phải hạ từng trái xuống như thế nào, khi phải nhìn xem là cái trái của mình nó đang nút thắt, nó đang ở đâu, nó đang gặp khó khăn đâu, đang gặp vấn đề đâu, thì tháo cái nút thắt đó xuống, làm chữa lành cho cô, được chưa? Và xử lý từng cái trái này nhé, xử lý từng trái này và xuống thì đều phải cái quả chua ấy, mà bạn không thể ăn được thì đem xuống bón cây để cho gốc rễ nó lên. Còn nếu như trái nào mà nó thối một nửa thì cắt một nửa xuống để bón xuống cây, còn nửa còn lại vẫn ăn với tâm thế đi đâu, được chưa? Còn nếu như mà tất cả những trái này đều không có ăn được thì cũng phải hái xuống với lòng thật sự trân trọng và biết ơn. Để làm gì? Bởi vì những cái trái này đến là để giúp cho bạn nhìn về thông điệp cuộc đời của mình, để giúp cho bạn nhìn nhận lại cuộc đời của mình, chứ không phải là nó đến để trừng phạt chúng ta đâu. Tất cả những cái nghịch cảnh trong cuộc sống của chúng ta nó cũng giống như trái chua trái ngọt ở trên cây ấy. Thì những cái vấn đề này nó đến với chúng ta không phải trừng phạt là vì bạn ngu quá hay là bạn tồi tệ quá, mà nó muốn biến bạn trở nên tồi tệ hơn, mà nó đơn giản nó đến là để nói với bạn rằng hãy thu hoạch tôi xuống, đưa tôi xuống và quán chiếu vào bên trong và đi sâu vào gốc rễ đi để thay đổi cái hệ thống này. Tôi đang báo động với bạn và hãy hạ tôi xuống với cái sự ghi nhận mà tôi đã đến để bạn, cảnh báo cho bạn. Nghĩa là nó thông điệp lắm, nhưng mà thường là hầu hết chúng ta sẽ không tập trung vào cái việc là chúng ta đang nhìn nhận lại, quán chiếu vào bên trong.